Từ ngày 16 tháng 5, Hải Dương sẽ cấm ô tô từ 40 bánh trở lên lưu thông qua 10 tuyến đường. Các tuyến đường này được cho là có nhiều xe quá tải lưu thông gây hư hỏng đường xá. Cụ thể sẽ cấm ô tô từ 40 bánh trở lên qua 10 tuyến đường: Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Văn Đồng, Ngô Quyền, Điện Biên Phủ, Lê Thanh Nghị, Trần Hưng Đạo, Thanh Niên và Tứ Minh. Đồng thời cấm ô tô tải từ 40 trở lên lưu thông qua đường 62m theo khung giờ từ 6 đến 8 giờ và từ 16 đến 20 giờ hàng ngày, trùng giờ cấm trên tỉnh lộ 391. Trên tỉnh lộ 391 giữ nguyên hai khung giờ cấm đang thực hiện. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cũng vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDV giảm mức phí xe container tại các trạm thu phí trên quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để thu hút các loại xe lưu thông và đảm bảo hạ tầng giao thông, an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh, đường nội thị thành phố Hải Dương.